Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin livestream của bà Phương Hằng có lợi cho ai. Một nữ doanh nhân thành đạt, một nội tướng toàn tài cứu nguy cho sự nghiệp của chồng, một nhà thiện nguyện cứu trợ cho xã hội tiền tỷ. Có thể nói bà Nguyễn Phương Hằng đã tạo ra nhiều hình ảnh đẹp là thần tượng cho không ít người dân. Thế nhưng không dừng lại ở đó, bà còn thành công ngoạn mục trong lĩnh vực truyền thông với hình thức sáng tạo livestream truyền hình trực tiếp tố giác tội phạm trên YouTube và chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một ngôi sao truyền hình ngoạn mục được một số người ngưỡng mộ tôn xưng là hiệp sĩ thế thiên hành đạo. Đây là hình ảnh thần y Võ Hoàng Yên bị bà Nguyễn Phương Hằng lật tẩy. Khởi đầu từ cuộc chiến vạch mặt thần y Võ Hoàng Yên, tiếp đến là vạch lá bắt sâu từ thiện trong giới văn nghệ sĩ, báo chí, vân vân. Bà đã trở thành một YouTube đình đám hiên ngang sông trận, lật đổ hàng loạt những thần tượng từng làm run rẩy trái tim bao nhiêu người hâm mộ. Trước hết phải khâm phục bà Phương Hằng về sự dũng cảm, tình cảm, hâm mộ, niềm tin và thần tượng của công chúng đã tạo ra quyền lực cho các ngôi sao cũng như những ông vua không ngai vậy. Thần y Võ Hoàng Yên không chỉ chiếm lòng tin của người dân như một thiên sứ mà còn hớp hồn các quan chức cộng sản vô thần nhưng sở hữu nhiều tài sản và đương nhiên kèm theo đó là sở hữu ham muốn tột bậc về sức khỏe, thậm chí là về sự trường sinh bất lão. Chính vì vậy, trong một chế độ đầy rẫy những thủ tục hành chính, giấy tờ nhiêu khê, rườm rà, mà ngay cả các thầy thuốc đào tạo bài bản, thủ tục chạy giấy phép hành nghề cũng không dễ dàng, thì thần y đã tay ngang một ngày học y lại được chính quyền tiếp rước đi trị bệnh từ Bắc đến Nam. Bao nhiêu thành quả tạo dựng của thần y đã tan thành mây khói sau mấy chập livestream truyền hình trực tiếp, dù cho thần y có vất vát phản đòn bằng khúc băng ghi âm cuồn cuộn. Tổ nghiệp nhà thờ tổ là niềm tin thiêng liêng của giới nghệ sĩ xưa nay, vốn được thờ chung trong các trụ sở hội ái hữu nghệ sĩ. Thế nhưng nghệ sĩ Hoài Linh đã tự xây nhà thờ tổ riêng trên đất riêng như một cách tiếm ngồi, thành người thờ tổ ngành sân khấu. Việc xây dựng cũng không cần giấy phép của chính quyền. Đây là hình ảnh Hoài Linh đã bỏ hơn 100 tỷ để xây nhà thờ tổ trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp phép. Báo chí khui ra, giới nghệ sĩ phản ứng, chính quyền lên tiếng nhưng rồi đâu cũng vào đó, vẫn ván đã đóng thuyền. Vậy mà sau mấy chiêu livestream truyền hình trực tiếp của bà Phương Hằng, Hoài Linh đã phải đưa ra 13 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào lũ lụt miền Trung từ năm trước, vẫn còn bỏ quên trong tài khoản của Hoài Linh. Còn Đàm Vĩnh Hưng thì bị bà Phương Hằng bêu díu, mua hột xoàn trả góp và bị đe dọa sẽ công bố 13 kg sao kê tài khoản từ thiện thu chi bất minh. Ca sĩ Thủy Tiên cũng bị bà Phương Hằng phát hình trực tiếp tố cáo ém nhẹm hàng chục tỷ đồng từ thiện. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển từng lập công lớn với Đảng khi ăn 5 con mực trong vụ ô nhiễm Formosa cùng với cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng bị bà Hằng lôi lên YouTube với hành vi gây quỹ từ thiện bằng tài khoản cá nhân. Danh sách của bà Hằng soi bằng livestream truyền hình lên mạng còn dài và nạn nhân mới nhất là ông Lê Tùng Vân, 91 tuổi, tu tại thợ gia, thờ Phật trong nhà mà không đăng ký với giáo hội Quốc Doanh. Cụ Tùng Vân đã nhận nuôi nhiều thế hệ trẻ mồ côi bằng chính sức lao động trồng trọt chăn nuôi của cụ và các thành viên không hề vận động quyên góp hay nhận cúng dường của bá tính. Ba thế hệ trẻ nuôi đã thành công trong các cuộc thi tài năng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Huyền Trân thì đoạt Á quân cuộc thi The Voice 2019, Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên được hàng triệu view trong cuộc tuyệt đỉnh song ca. Chòm thiếu nhi năm chú tiểu 2 năm liên tiếp quán quân cuộc thi thách thức danh hài, vân vân. Đây là hình ảnh năm chú tiểu trong cuộc thi thách thức danh hài. Ông Tùng Vân từng bị báo chí Quốc Doanh, chức sắc Phật giáo quy chụp là tu giả, lừa đảo qua hàng trăm bài báo, phóng sự, truyền hình. Một nhóm YouTube bò đỏ cũng đã ngày đêm khởi tố, thêu dệt và bịa đặt đủ chuyện hàng trăm clip để bôi nhọ nhóm gia đình ông Tùng Vân. Họ vẫn nhẫn nhịn sự sống và có gọn trong khuôn viên ngôi nhà được đặt tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, tạo dựng tiểu phẩm, chương trình ca nhạc, thậm chí ghi lại những sinh hoạt đời thường của chính họ và đưa lên YouTube và nhận được danh hiệu nút phím bạc vàng của Google. Đòn đánh dưới thắt lưng của bà Phương Hằng với cụ Tùng Vân
là livestream tố cáo cụ Tùng Vân loạn luân với nhiều người và tất cả các thành viên trẻ trong nhà đều là con của cụ chứ không phải trẻ mồ côi. Người trực tiếp tố cáo là thanh niên có nhiều tiền sự về trộm cướp, là con nuôi của em gái cụ Tùng Vân. Anh này tự nhận mình là con loạn luân của cụ với em gái mà không hề có chứng cứ nào. Dư luận về hiện tượng bà Phương Hằng phát hình trực tiếp có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cuồng nhiệt hoan hô hưởng ứng từng lời vàng ngọc của bà. Một số người chỉ đồng tình với một số trường hợp lật mặt có cơ sở rõ ràng như trường hợp của Võ Hoàng Yên, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng. Một số khác lại băn khoăn về cách tố cáo tội phạm livestream mà không phù hợp với luật pháp và tạo ra những tiền lệ xấu trong sinh hoạt xã hội. Một số người thì chấp nhận về nội dung nhưng lại chê trách thái độ, lời lẽ của bà Phương Hằng hơi quá mức đời thường, ngấp nghé mức thô bỉ, tục tĩu, vân vân. Đây là hình ảnh các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành từng tham gia từ thiện đã bị bà Nguyễn Phương Hằng tố trên livestream. Mặt khác, ông Yên, các ông bà nghệ sĩ và các báo cây đa cây đề thời gian qua đã văn đấu trên mạng xã hội, đã chuyển sang võ đấu bằng luật pháp, tố cáo lẫn nhau với công an các cấp, đơn từ gửi đi khắp nơi. Điều kỳ lạ là trong xứ sở được đảng lãnh đạo toàn diện, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Mọi ý kiến tưởng chừng như là cả hơi thở, không hợp lý của đảng, nhà nước đều bị khởi tố bắt giam. Xét xử thì bà Nguyễn Phương Hằng lại được hưởng quy chế dân chủ đặc biệt. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh và nhóm báo Sạch thì đang bị xét xử về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ mà cáo trạng không thấy ghi nhận hành vi viết sai sự thật, vẫn bị kết án nặng nề vì để người khác lợi dụng xuyên tạc. Nhiều người chỉ than vãn về tình hình quẫn bách trong dịch bệnh cũng bị bắt giam. Riêng bà Phương Hằng thì vẫn ung dung một cõi trời nam. Bộ Thông tin và Truyền thông có nhắc nhở bà có hứa thôi nhưng rồi lại tiếp tục livestream phát hình tiếp. Hoang mang hơn nữa, bà còn có clip tâm sự nỗi lòng với cụ Tổng, tức là Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng trung thành với sự nghiệp đốt lò như là một đảng viên thứ thiện. Ngay với hàng tá đơn bà Hằng tố cáo người khác và ngược lại, và các cơ quan điều tra cũng tuần tự như tiếp mời đến ghi nhận, lắng nghe. Cách thức ứng xử cởi mở, trân trọng của cơ quan công quyền với bà Phương Hằng cho thấy Việt Nam là đất nước tự do ngôn luận nhất thế giới. Đặc biệt trên mạng xã hội lại hình thành một lực lượng mới nguy hiểm hơn, lực lượng dư luận viên nương theo tán dương các lập luận tố cáo người khác không cần chứng cứ của bà Phương Hằng và gọi đó là quyền tự do ngôn luận. Đây là hình ảnh biếm họa hồi năm ngoái của báo Tuổi Trẻ Online. Hình bên trái vẽ ca sĩ Thủy Tiên đi cứu trợ với 100 tỷ đồng. Thuyền bên phải là nhóm của Mặt trận Tổ quốc và Ban Tuyên giáo với lời đề nghị với ca sĩ Thủy Tiên rằng hợp tác nhá, bọn anh có đủ cả, chỉ thiếu uy tín thôi. Các fan cuồng của bà Phương Hằng đã đưa ra một lập luận pháp lý lộn ngược đầu người, là người bị tố cáo phải chứng minh mình vô tội. Sau khi phát hình trực tiếp tố cáo ông Tường Vân loạn luân lại ghi rõ lên làn sóng dư luận yêu cầu ông cụ 91 tuổi và các cháu bé phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh là trong sạch. Ở một góc độ khác, thử hỏi ai sẽ hưởng lợi sau các buổi phát hình livestream của bà Phương Hằng đây? Chắc chắn là mùa lũ lụt năm nay, người dân vùng lũ chỉ còn trông đợi vào Mặt trận Tổ quốc. Sẽ hiếm có cá nhân, tổ chức nào dám đứng ra vận động quyên góp. Nếu có thì cũng bị dư luận xem xét với sự dè dặt. Với chứng cứ hiện tại về 13 tỷ đồng bỏ quên của Hoài Linh và các kết quả sắp tới, chắc chắn nhà nước sẽ có cơ sở để ra đời một quy định mới dành cho các tổ chức cá nhân ngoài quốc danh và một khe cửa thật hẹp, thậm chí là trói tay. Những mầm mống của hoạt động tín ngưỡng từ thiện bé nhỏ nhất dù ở quy mô gia đình như thiền am bên bờ vũ trụ cũng sẽ bị bóp nát từ trong trứng nước. Đặc biệt là các fan thật giả của bà Phương Hằng thả sức gieo rắc sự hoài nghi, thả sức vu cáo những điều tồi tệ nhất với các cá nhân, tổ chức tôn giáo, từ thiện, bất phục tùng, không gia nhập guồng máy tôn giáo, từ thiện, quốc doanh. Có thể nói vô tình hay hữu ý, các livestream của bà Phương Hằng đã đóng góp rất hiệu quả cho việc củng cố chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 10 năm 2021 với bản tin livestream của bà Phương Hằng có lợi cho ai.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.